Hôm nay gia đình ta họp mặt đông đủ ở đây là để mừng cho em Mơ vừa thi đậu vào đại học luật. Giá như mẹ con còn sống thì hẳn mẹ con vui lắm. Như vậy, cánh cửa tương lai của con đã mở rộng. Những đường còn dài, nhiều chông gai, nhiều thử thách. Nhưng bố tin rằng với nghị lực của con sẽ vượt qua tất để rồi có được một cuộc đời tốt đẹp mãi sau. Bây giờ cháu ra chụp ảnh cho gia đình nhé. Học về sớm thế á? Vâng, đến trường rồi báo nghỉ, chả ai nói trước. Trường học mà cứ cơn mưa em bất chợt thế à? Bao nhiêu lần như thế rồi. Thế cái vụ nhà cửa tranh chấp của chị em đã xem giúp chị chưa? Vụ của chị mình cứ đi đi, tí nữa em nói sau. Ừ, thì chờ chị một tí nhá, để đi luôn đây. Đi luôn đi.
Vâng, dạo này cháu bận quá. Thế anh con đâu không giúp mày một tay à? Ôi giời, thằng anh mày đi suốt ngày có nhiều vả được cái gì đâu. Đấy, vừa mới lấy xe đi bảo là đi gần mà bây giờ nó nhìn thấy mặt mũi gì đâu. Lễ nha. Ông ơi, hôm nay là dỗ đầu ông. Tôi làm mâm cơm mời ông về. Ông sống khôn chết thiêng phù hộ cho vợ cho con. Về. Hôm nay bà La đi vắng, con phải ra tận chợ huyện mới mua được phở bà Hương đấy. Bố dùng tạm phở bà Hương nhá. Thằng kia, sao tao vừa mới ngồi xuống mày đứng lên rồi? Con no rồi. Nó ăn nhiều rồi. Đi chơi đi cháu. Hôm nay ăn cơm đi. Suốt ngày chỉ phở. Giống bố mày thôi. Cháu ăn đi. Cái gì? Nhưng mà mình có ai rồi ấy. Lại thằng đó. Em chán quá. Chán cái quái gì? Không muốn thằng này thì còn thằng khác. Thiếu gì? Tưởng chuyện gì? Thế mày muốn có mấy thằng? Để mai chị giới thiệu cho. Đi ngủ đi. Hello em. Hôm nay đi học có mệt không? Cũng mệt em à. Em gửi anh bao nhiêu là tin nhắn anh chẳng thấy anh trả lời. Hôm nay anh đi thi, tối anh còn đi làm, chạy bàn với rửa bát. Mệt lắm, giờ anh mới về đến nhà đây này. Tôi suốt ngày bận việc thôi. Bên này không bận chết đói em ạ. Anh cũng chẳng muốn bố mẹ anh lo nhiều cho anh nữa. Chắc giờ anh phải đi ngủ đây.
gì? Mặt mày trông như đưa đám thế. Anh Nam có bạn gái rồi. Đương nhiên. Nếu không thì nó là thằng yếu sinh lý à? Đàn ông chỉ như là một lũ gà thôi mà. Em cứ chạy theo bọn nó mãi làm gì? Nếu thích ý, thì phải để cho chúng nó chạy theo mình. Em không thấy chị à? Thôi gà đây ăn đi. Chào anh. Anh không muốn nói chuyện với em nữa à? Trông mặt anh ấy mất ngủ thế. Sao bên Tết rồi, quán thì đông khách. Anh đang cố làm để có tiền về Việt Nam em ạ. Anh ở bên đấy một mình, phải giữ gìn sức khỏe chứ. Lo gì em, anh khỏe mà. Đợi anh một tí nhá. Ai thế hả anh? Bạn anh đang chờ. Mà sao em hỏi vậy? Thì anh cũng từng quan tâm em mà. Đúng vậy. Anh nhớ, ngày xưa anh từng rất thích em. Nhưng cuối cùng, tại sao lại từ chối anh? Em ngại. Ngại hả? Thế bây giờ anh còn quan tâm em không? Anh cũng chẳng biết nữa. Sao buồn thế em? À, không có gì đâu anh. Chắc lại no xôi chán chè rồi chứ gì? Không, bọn em chưa có làm gì hết. Thế á? Vâng. Mà em cũng thấy anh đến đây mấy lần rồi đấy. Đúng rồi, tại dặn anh chán ông bà già anh quá em ạ. Thế mình đi uống nước nhé. Đi thì đi. Anh đèo em nhé. Tất nhiên rồi. Em thấy chỗ này thế nào? Nhà hàng này đẹp thế hả anh? Em gửi chị ạ. Hôm nay nhà hàng mình có món gì đặc biệt không em? Nhà hàng chúng em có món phô mai thịt nguội. Cho anh một suất. Dạ vâng ạ. Em cũng uống được rượu chứ? Em chưa uống rượu bao giờ. Chúng ta cũng đi về ngày hôm nay. Alo. Em đi đâu thế? Chị nấu cả bữa cơm ngon chờ em này. Ơ, em quên mất. À, em có chuyện này vui cực. Để tối em về em kể chị nghe. Ừ. Em là sinh viên trường luật, sắp tốt nghiệp ra trường rồi. Mà lo quá, chẳng biết có được làm đúng ngành hay không. Lo gì em, sinh viên thủ khoa ra trường ấy còn phải giấu bằng đi, đi rồi bắt thuê kia kìa. Thế hả anh? Đau bụng quá. Anh có sao không? Không ổn rồi em ơi. Anh xin phép nhé. Vâng. Thank you.
có cần gì không ạ? Em ơi, em kiểm tra giúp chị nhà vệ sinh có ai không? Dạ vâng ạ. Trong nhà vệ sinh không có ai đâu chị ạ. Chị cảm ơn. Dạ. Anh cho em hỏi xe em vừa gửi bãi đâu rồi ạ? À? Xe nào nhà chị nhờ? Là xe Jim ạ. Biển số là bao nhiêu ạ? Là biển 6143 ạ. À, cái xe Dream đấy ạ. Cái anh lúc nãy đi cùng chị ấy, lấy đi rồi. Anh trông xe kiểu quái gì thế? Ơ cái chị này. Anh gọi quản lý ra đây cho tôi. Có chuyện gì vậy chị? Nhà hàng chị là mất xe thôi. Bất cứ xe nào ra khỏi bãi thì cũng đều có vé cả. Chị thử kiểm tra lại xem. Nhà hàng trông thật đẹp mà làm ăn như thế à? Này chị, chị bình tĩnh lại đi. Tôi phải đi tìm xe của tôi. Chị ơi, nhưng mà chị chưa thanh toán tiền đâu đấy. Ơ, sao chưa về? Có chuyện gì hay kể cho chị nghe đi. Chị ơi, em bị lừa mất xe rồi. Cái gì? Mày đùa à? Thì chị cứ qua ngay đây đi đã. Thế mày ở đâu? Em đang ở cộng 84 ạ. Được rồi, cứ bình tĩnh, chị đến ngay nhá. Xe cô để đâu mà mất? Đây là anh Trung bạn chị. Không lo cái gì, có gì nói đi anh giúp cho. Em bị lừa mất xe rồi. Lừa kiểu gì? Em cũng chỉ mới quen anh hàng internet thôi. Anh đèo em đến đây. Một lúc sau đó đi toilet. Rồi mãi không thấy quay lại nữa. Thôi thế là mất luôn rồi. Chị khó đi xe buýt đi em. Không, em phải tìm bằng được chiếc xe của em. Khó đấy em ạ. Bọn này chuyên nghiệp lắm. Chỉ vài tiếng là xe em thành đống sắt vụn rồi. Sắt vụn anh cũng phải tìm cho bằng được. Tùy. Em cứ thử đi qua mấy cái tiệm cầm đồ hay là ngoài chợ rời xem. Anh phải đi có chút việc, khi khác mình uống cà phê nhé. Vâng. Thôi mình đi về đi. Thank you.
Anh ơi, chúng ta tìm đi. Anh cho em hỏi anh có bán xe máy cũ không ạ? Tất nhiên là có rồi. Muốn mua xe là gì? Em muốn mua xe Jim ạ. Có, chị vào hẳn trang mà xem. Vâng. Đi xem. Có em đi kia rồi. Em làm nốt việc cho anh nhá. Chào em gái. Em cần mua xe hả? Anh ơi, anh có bán xe Jim chính hiệu không ạ? Xe ở đây thì nhiều. Em cứ vào kia xem đi. Anh ơi, anh có còn xe Jim nào khác không? À, xe Jim anh có mấy cái đấy thôi. Hay là chọn loại khác đi. Anh mới nhập nhiều loại xe mới lắm ấy. Thôi ạ. Đang ở đâu? Cô hỏi cái xe này làm cái gì? Anh cứ nói đi, cái xe này đang ở đâu? Rất tiếc, chúng tôi đã bán nó rồi. Bán nó? Cái xe này rất quý đối với tôi. Anh cho tôi chuộc lại. Chuộc hả? Cô có bao nhiêu tiền mà đòi chuộc lại? Tôi có 6 triệu. 6 triệu không đủ. Cô đưa đủ 10 triệu đây. Đây là xe của tôi. Các anh đang mua đồ ăn cắp. Này, cô có giấy tờ bằng chứng gì mà dám nói đây là xe của cô hả? Cô biết đây nơi làm ăn có uy tín không? Uy tín à? Các anh muốn đồ ăn cắp mà còn nói là uy tín à? Con chó này, mày ở đây mà dám to mồm đây hả? Hả? Có chuyện gì thế anh? Tống cổ con thần kinh thì ra sao? Chúng mày là đồ ăn cắp. Không giả xe cho tao, tao báo công an này. Công an à? Lôi nó ra. Thằng em. Chúng mày có biết tao là sinh viên luật không? Tao có đầy đủ giấy tờ chứng minh đây là xe của tao. Tống cổ con thần kinh thì ra sao? Chuyện này chưa xong đâu. Mày cứ chờ đấy. Tìm được xe rồi. Bọn nó không cho em chuộc lại, còn đuổi em ra khỏi kho ấy. Thôi cứ bình tĩnh, ngồi đấy đi. Chị sẽ qua ngay nhé. Trung, lâu rồi không thấy qua cửa hàng em chơi. À này, cái con xe đợt trước ấy, bọn em độ cho, vẫn ngon chứ? Ngon. À. Anh có một chút việc muốn nhờ chú. Ừ. Chuyện gì thế anh? Con bé lúc nãy em đuổi ấy, là em gái anh đấy. Thế mà em không biết sớm. Nhưng con bé đấy, nó cậy học luật. Vào đây ăn nói lung tung. Bảo bọn em là đồ ăn cắp, rồi còn đòi báo công an. Em ý bực mình quá, đuổi nó ra ngoài thôi. Em gái anh ra thành phố học. Có chút sức sược chú bỏ qua chứ? Vâng, em không để bụng chuyện đấy đâu. Ok. Hai em ơi, vào đây.
Nãy mà có gì không phải với anh Công thì xin lỗi đi. Em xin lỗi anh, chỉ là em lỡ lời. Chẳng qua là anh không biết em là em gái của anh Trung. Anh ơi, thế bây giờ xe của em ở đâu ạ? Xe của em giờ chỉ còn linh kiện thôi. Em có muốn lấy lại không? Em mua linh kiện cũng được, để em về em tự lắp. Ừ, thế bao nhiêu đi? Thôi, chỗ anh em, anh cứ đưa bao nhiêu cũng được. Đấy em có bao nhiêu? Em có 6 triệu. 6 triệu là được rồi. Em cảm ơn anh nhé. Không phải cảm ơn anh, cảm ơn anh Công. Em cảm ơn anh Công nhé. Không có gì đâu em, chuyện nhỏ ấy mà. Em cứ ra ngoài trước đi, rồi anh bảo bọn đệ mang linh kiện ra cho nhé. Cảm ơn anh Trung. Lâu không qua đây, lên làm một chén hả? Ok. Này, thế em định làm gì với cả đống linh kiện đấy? Em sẽ tìm cách lắp lại xe. Thế em là thợ sửa xe máy à? Bằng cách nào? Em cũng chưa biết. Thế thì em lại tiếp tục nghĩ cách đi. Chị giúp em đi. Chị quan tâm đến em nhiều lắm. Em có biết không? Em biết. Chị vẫn coi em là em gái của chị mà. Em không hiểu rồi. Em không hiểu. Xin lỗi chị, em không thể. Hả? Chuyện gì đấy? Không, không có chuyện gì cả. Đi thôi. Chỉ anh.